cây xanh nữa sao? Là hết cả muốn luôn á. Đây là ban hai năm một năm nó tiến đấy, một năm có hốt đấy, để cho con hai năm nó tiến đấy. Kẹo nhiều không tốt đâu nha, lâu lâu vào cho ăn thế này nha. Dạ được, cô ti gì đấy. Hết chưa? Rồi hết rồi. Để bằng cách đi. Hết rồi, hết rồi. Chợ của mình sạch sẽ. Bằng thứ. Này tôi. Cái này ra bác quay nha. Bác quay cũng có cái hay lắm ấy. Có một ông chị nhỏ này. Có một ông cuốn nhỏ cho con chơi này. Thấy không? Đó. Một ông chị nhỏ con ra lấy chăm cho tốt nha. Thấy chưa? Ờ, dạ. Cầm tiền và trả cho giúp ba đi, trả cho bác giúp ba. Chơi chị kìa, tôi lại rồi em đang giận đấy. Lại ôm em này, ôm em. Ừ, à, đúng rồi, ôm em. Ôi 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 ôi.
thơm em đấy, thơm em đấy. Lại em đang lạ chị hay sao ấy nhỉ? Lại chơi với chị rồi. Tôi biết rồi đấy. Em sợ lắm. Ôi ôi ôi, cuốn mặt em. Ôm em đây, tôi biết ôm em đây. Chăm em nhá, ở đây chơi em một tuần để chăm em nhá. Ở đây chơi mai chị Tâm nấu đồ em ăn nhá. Chị Tâm nấu đồ giỏi lắm nhá. Thế là lại chơi với chị Tâm. Này là làm quen em đi, làm quen em đúng rồi, là làm quen em đi. Rồi ôm em, đúng rồi, lại ôm em. Ui ồ, thương em thế nhỉ, thương em thế nhỉ. Đúng rồi, ở đây mai chị Tâm nấu đồ em ăn nhá. Chị Tâm nấu cái gì em ăn? Không biết á, chị Tâm mua trái cây em ăn. Đúng rồi đó. Xoay tay em, ui ồ, chân tay em có bệnh không ạ? Chăm em nha. Cô bị thương thế, cô bị yêu thế. Tôi thích nhà hôm nay có chị công viên lên chơi thích nhà. Tôi giờ cũng không sợ nó hả, hết sợ chưa? Quen rồi, tôi quen rồi. À, lại chơi với cậu Định rồi. À, lại đi chơi. Cũng đây.